anh em. Thì mình mới mở con xe này ra để coi chất ken của nó cho anh em xem đó. Thứ nhất là chưa rửa nha anh em, xe chưa rửa nha đó. Anh em nhìn đây, xe này chưa có rửa gì, rửa ráy gì hết nha đó. Anh em thấy mới không? Rồi tới cục máy nè anh em, từ cái két nước anh em thấy không, từ két nước xe chưa rửa nha anh em, thông báo là xe chưa rửa. Cục máy anh em đón xe đi mấy ngàn đó. Nắp nhớt đó, ốc tán này quay trong tối nha. Rồi thì đương nhiên là anh em đi thời gian để cổ bô sẽ đóng bụi, cái này là dấu hiệu chưa rửa. Rồi bây giờ mình sẽ rửa nha anh em, cái này quay cho anh em coi xíu rồi. Rồi anh em đón thử rồi, xe này đã đi mấy ngàn rồi nha đó, anh em thấy không. Rồi quay kỹ cho anh em vòng nữa nè, từ cái cục chống đổ luôn nè anh em. Chống đổ rất là chắc chắn ha, bắt từ đây qua đây mới ra cái chống đổ chứ không phải là bắt không vô ha. Cục máy ở trong, cục máy trong đó, mọi dấu ốc còn 7 màu luôn. Rồi tiếp cho anh em coi nè, đó ở trong không có một miếng bụi luôn anh em ha. Đúng ra là xe đi một thời gian là ở trong đây nó phải bụi bặm, đúng không anh em, phải bụi bặm đồ này nọ kia khác, nhưng mà xe này không miếng bụi thôi, chỉ ở dưới cổ bô để tiếp xúc với lại đất nước thì nó hơi vàng vàng chút xíu. Còn ở trong đây là không có miếng bụi luôn đó, trong đây là rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ rửa sạch sẽ rồi mình sẽ lên clip cho anh em coi ha. Ninja 4 đang tính quay clip thì đây khung hình nào thì em trai qua lấy xe rồi nha, chưa kịp quay clip nữa. Rồi chắc ha, xe có đầy đủ đồ chơi nha, chống đổ đồ đầy đủ hết trơn rồi. Rồi từ từ em nhích chiếc xe này qua, nhích xe này qua. Rồi rồi ok, xuống luôn rồi mình giao xe này xong cho em rồi quay clip sau nha anh em. Nhẹ không có chừng xe. Rồi hello anh em, quay trở lại kênh của Minh Maker. Thì hôm nay cái em này là cái em trọng tâm ngày hôm nay ha. Thì mình quay sơ mấy em xe hiện tại shop mình có ha. Thì con này CBR650R là mình đã quay rồi ha, anh em có thể coi clip cũ ha. Đó lên rất là nhiều đồ chơi. Rồi đây là em Su 150GX, em này bao lướt luôn ha. Rồi em này là biển số 62 ha, 62 CL, em này rất là mới ha. Cái bản này có ABS luôn, em có thể quay cận cái dòng ABS nè. Nè ốc tán nè anh em, ốc tán như xe mới nha anh em. Em này mới đi 6.000 cây là như xe mới luôn. Rất là đẹp đó. Em này rất mới nha, rất mới và rất ken nha. Anh em quay ngọn xa xa anh em coi. Thì nó rất mới anh em, chỉ có từ nhìn nó rất mới thôi. Còn đây là xe nhanh zin nó còn ha, người ta rửa cho mình. Em này GX150 bản ABS. Rồi này là có chìa khóa nè, chìa khóa đã được bọc lại nè, để chìa khóa. Mình nói nhanh mấy con này, tại con này không rồi. Còn cái này là người ta đánh thêm để mở bình xăng. Thay vì mà anh em phải lấy cái này ra, thì anh em lấy cái này mở bình xăng để đổ xăng. Rồi, nói sơ nhanh em này, tại em này mới, không có gì để ấy đâu. Em quay sơ cho anh em xem, quay cái bình xăng luôn. Đó, thì em này hiện tại bên mình bán 4 mấy triệu thôi nha anh em nha. Đó, ABS luôn nha. Rồi, tiếp theo em này. Em này R15, em này là 220-221 nha anh em. Em này là cũng xe lướt luôn anh em nha, rước rất là đẹp nha. Đó, vỏ zin còn luôn. Đó, em này bên mình bán là 51 triệu nha anh em, biển số Sài Gòn nha. Rồi, mình nói nhanh qua mấy em này. Rồi, bây giờ mình sẽ tập trung. Thôi, mình nói mấy em này trước ha, rồi mình sẽ tập trung em Ninja 4 ngày sau ha. Rồi, em này R15 nè. Xe này cũng còn khá là ken nha anh em. Đó, biển số 63, hai chìa khóa đầy đủ luôn. Hầu như bữa giờ mình mua là xe còn khá là ken. Con này 4 mấy triệu thôi nha anh em, 4 mấy triệu thôi. Anh em nào inbox cho mình thì cứ chụp màn hình lại gửi cho mình nha, mình báo giá tốt luôn. Còn em này là chủ đặt cọc rồi nè anh em nè, mấy anh em đặt cọc trước là mình lưu vô đây nè. Đó, con xanh đó là anh Hoàng, không có anh Tú cọc con đó. Rồi bây giờ nói luôn cái MT đi, rồi em này nói cuối cùng ha, là hợp lý ha. Em này rất là đẹp, nói cuối cùng rồi, nói MT.
MT15 này khách mới mua luôn nha anh em, mới mua tắc thì luôn á, mới mua chắc được mình chưa lấy được cà vẹt luôn. Anh em nào mua thì đặt ha. Em này là mới lướt nha, xe mới mua, mới rô đai xong 1.200 cây MT15. Cảm nghĩ của em sao về độ mới của con này như xe mới. Rồi, qua đây nè, qua đây coi nè. Có bình xăng nè. Hình như cái này mới bọc keo luôn sao em? Mới bọc keo luôn nha. Mới mua mới bọc keo luôn. Đó, mới mua mới bọc keo luôn, coi như là nó mới y như dắt trong hãng luôn á. Đó. Em này biển số Đồng Nai, em này mình bán 60 triệu nha. Mới như mới, không khác gì xe mới. Mới bọc keo nè, bọc ở đây nè, thấy không? Bọc ở đây, bọc ở đây. Bọc ở đây, bọc hết luôn rồi, bọc hết luôn rồi, có chống đổ luôn. Có che chắn bùn luôn. Hình như có bảo vệ cát nước không? Có bảo vệ cát nước luôn, rất là đẹp luôn. MT15 rất là đẹp luôn. Rồi. Ơi coi ốc mà xe mới đã ha. Xe mới rất là đã. Con này như mới luôn nha anh em nha. Mua chính hãng nha anh em. Nè, sổ bảo hành chính hãng nè. Đó. Chưa lấy cà vẹt luôn nha anh em. Rất là mới luôn. Con này là mẫu 22 luôn. Đẹp lắm. Mới nha. Nói chung là như xe mới nha anh em. Dán keo luôn, anh em đi mua về đỡ tốn tiền dán keo nè. Cái này nó có ốp đầu luôn nè. Cái này lên một ốp đầu nữa, nhìn sơ sơ là cũng một món, hai món, ba món, bốn món, bốn món đồ chơi nha, bốn món ăn chơi nha anh em. Rồi thì đương nhiên cái này nó mới thì nè, anh em nhìn nè. Đó, rồi anh em tự đánh giá, rất mới. Anh em qua showroom mình để trực tiếp ngắm em nó thì rất mới luôn. 60 triệu cho một em xe này tiết kiệm được 15 triệu luôn anh em. Xe này bảy mấy triệu, chính hãng tới bảy mấy triệu. Em này bốn mấy triệu chơi nó thoải mái. Ở trong mình còn một em Ninja 400, 100 triệu anh em à, đang rút hồ sơ nha anh em à, là có hồ sơ cầm tay cho anh em về anh em đăng ký ra tên thôi. Rồi, cái mục tiêu ngày hôm nay đó là em, hồi nãy giờ em quay kỹ hết mấy xe cho anh em xem đúng không? Rồi, đó là em Ninja 400. Thì em Ninja 400 rất đặc biệt, xe đã lắm anh em. Xe can xà beng luôn đó. Rồi, thì cái này có dán đề can nhưng mà thấy đề can còn đẹp quá, mình lột thử vài miếng cho anh em ngắm thôi. Ví dụ giờ bình xăng, anh em thấy nó mới chưa? Thấy cái độ mới của nó chưa? Em nói xe này đi được mấy ngàn, anh em nhìn nó mới anh em mới hết hồn. Rồi, anh em quay cho anh em coi phuộc nè. Nhìn can rất là can luôn. Ốc tán rất là can luôn. Rồi, điều đặc biệt là em này có lên đồ chơi nhìn rất là ngầu ha anh em ha. Cái ốp này nhìn rất là ngầu ha. Nhìn giống với S6R. Rồi, một thứ nhất là cái ốp này. Để anh lưu lại cho anh em dễ nhìn. Rồi. Rồi thứ hai là chống đổ. Rồi. Thứ ba là lên cái này giống pin đúp nè. Bảo vệ các nước, bảo từ trên xuống dưới luôn, bảo vệ từ trên xuống dưới luôn. Đó anh em thấy không? Nè phuộc nè, mới tinh luôn. Xe này sao mà nó mới dữ gì đó, từ nhựa nhám tới mọi thứ. Đó, mình lột đề can ra mình cho anh em coi thử bình xăng là anh em thấy bá cháy luôn. Anh em đón thử con này như thế nào nha, cái này đồ zin còn nha. Cái này mình chưa ký giấy với chủ luôn. Đồ zin còn hết, đồ chơi nè, đó, số gãy à, cái này hồi đó exciter hay gọi là số gãy. Đó, rồi, cái điểm mà xấu nhất của Ninja 400 đó là anh em thấy cái gấp đúng không? Thì em này đã lên ốp gấp nhìn rất là ngầu, nhìn như mấy con 600 ngàn vậy. Đó, cái gấp đơn nó xấu, thì anh em chê, bây giờ người ta đã lên ốp gấp rồi, nhìn rất là hầm hố. Ở đây có lên ốc ben để cho mình anh em mình ben xe cho dễ nè. Đó, như cái ben mình có bán nè, ben ra ben vô nè, bả cháy bồ chét nè. Em quay cái này nè, phuộc nè, nó mới kinh khủng luôn. Đó, anh em mua xe bên mình em mới thấy qua, wow, chọn mắt thấy nó biết nó mới cỡ nào. Gác chân nè, hình như chưa một lần chở gái. Xe này có chở gái rồi, mình ngồi mình biết. Rồi, tiếp theo qua đây cho anh em ngắm nguyên bộ setbo. Bên đây cũng có số gãy nè anh em. Setbo nè, rồi cho anh em nghe tiếng máy nhỏ nhỏ nha. Em cứ để đó anh dành cho anh em nghe tiếng máy. Ê ê, khoái khoái, chạy nước miếng. Em quay kỹ cái setbo cho anh em ngắm nè. Cái này nè, lên cái ốp để chạy. Chủ xe này phải nói là rất kỹ nha anh em. Rất kỹ không phải kỹ. Anh em thường lên bô mà, anh em đâu có lên nguyên ốp này. Ốp này đỡ chạy bô nè. Ốp này để chạy bô chứ nhiệm vụ nó không có là gì nha anh em nha. Rồi cái này bắt bô nè. Rồi cái này là ốp chống nóng nè. Đó, miếng carbon này chống nóng nè ha. Mình đã từng là chơi cái này rồi mình biết cái đây chống nóng. Ở đây bộ số gãy nhìn rất là đẹp và rất là ngầu. Đó. Rồi chống đổ. Cái hay là ở trước á, lên cái bảo vệ các nước rất là chắc chắn. Nà, anh em coi nè, vàng sơn nè, mình lột ra cho anh em test thử nè. Nhìn nó rất là ken xà beng luôn. Còn cái này đời can mình thấy còn ok cho nên mình để lại cho anh em chơi.
Đó, mình lột cho anh em ngắm là biết nó màu xanh thôi. Mẫu này là Kawasaki mẫu mới nha anh em. Cái đuôi này có tích hợp không ta? Để anh thử xin nha anh coi. Từ từ. Có tích hợp luôn à? Vậy là nhiều đồ chơi à? À, có tích hợp luôn à. Tích hợp xin nha anh. Wow, nhiều đồ chơi mà xây cọp nữa chứ. Rồi, rồi, quay qua phía trước ha. Cọp ghê luôn ha. Rồi, coi cộng sên nè. Cộng sên ken xà beng luôn. Đó, coi nè, cốt ốc bánh nè. Đó, anh em nào mà chơi xe là biết xe này nó cọp như thế nào ha. Cốt ốc bánh, mọi thứ rất là ken, cục máy. Ken xà beng luôn. Đó, dàn áo thì rất là liền, rất là mới, rất là nói chung là xe mới, nói chung là rất là cọp á. Chúng mình cũng chả biết đánh giá làm sao nữa. Anh em nào mua thì cứ qua bên đây tận nhìn xe rồi cọc mình thôi. Đồ chơi nhiều, đồ dinh đầy đủ hả? Vậy biết nói gì thôi anh em. Nó rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Em quay thấy cái đầu không? Để anh quay lại cho em quay thấy cái đầu. Giờ tối rồi đó, nhưng mình vẫn cố gắng mình quay. Rất là cọp luôn. Phải gọi là bá cháy bồ chét. Mấy con này anh em, mấy sáu chạy thoải mái nha anh em. Mấy sáu chạy cực kỳ thoải mái nha anh em. Không có gì mà khó khăn hết. Em bò này cũng rẻ nè, em bò này bán 212 triệu, nhiều đồ chơi luôn á nè. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Chống đổ 5 triệu. Kính SP1. Rồi wood ship, con này có wood ship luôn nha anh em. Wood ship là đá anh em khỏi chê nha. Con này có wood ship luôn, đặc biệt con này thay nhớt thay nhau hết luôn nè. Đó, gì chứ chơi thôi rồi đó. Quay ra mình còn R15 nè, GX nè. GX 4X nè. Ninja 400 nè, anh em nào đặt, tại vì xe này mình chưa ký giấy với chủ, khoảng tuần sau mình mới ký giấy với chủ. Anh em nào qua đặt trước thì mình để cho anh em nè, anh em coi ốc nè. Sao nó đẹp chứ em. Mới ốc tán thấy không, xe mới, ốc tán nó mới. Rồi em này cọc rồi nè, em này 4X nè nha. Em này 4X nhìn cũng rất là ken. Nó quay. Rồi em siêu lướt siêu mới luôn, MT15 60 triệu rồi. Hết rồi. Còn trong kia xe khách đặt, chỉ có con Ninja 400 rưỡi là mình đang bán nha anh em. Con kia là khách trả hết tiền rồi, con Ninja 400 rưỡi mà mình đang bán là 100 triệu, đen đúc hồ sơ luôn, hồ sơ cầm tay anh em về, anh em chỉ bấm biển số ra tên là xong. Là nhanh gọn lẹ. Đó, R15 này khách đặt trước nè. Ninja 400 này lên rất là gọi rất là gì đặc biệt ha. Những cái điểm mà hồi đó người ta chê về cái con Ninja 400 này thì người ta đã được fix hết rồi. Hiện tại đã được fix hết toàn bộ rồi. Con này mà chỉ còn lên cái phục upside down đó thôi thì thôi, ôi rồi, vô đối luôn, quá đẹp tuyệt vời trong phút 400 phân khối luôn ha anh em ha. Rồi đó, đó là những con xe mà hôm nay mình đem đến cho anh em. Rồi, anh em nãy giờ quay được mấy phút rồi? 10 phút. Rồi, 10 phút rồi. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là thuận lợi ha anh em ha. Thì xe bên mình bán rồi, anh em cứ yên tâm chơi ha. Xe nào mình báo giá chính xác xe đó. Đó. Anh em cứ yên tâm mà chơi thôi. Bên mình có hỗ trợ quay đầu khi anh em chơi chán. Đó, cái này là của một khách mua xe ở bên khác. Mua xe ở bên chỗ khác nha anh em. Qua nhờ mình làm giùm cái dàn sơn. Sơn nó xấu quá, mình làm lại. Đó, mình làm lại anh em thấy đẹp không? Cái này là ba cái nhựa chế nè anh em. Cái nhựa chế ở trong ở đâu đẹp đâu. Nhưng mà mình cố gắng mình làm cho thằng em nó hết mức có thể. Tại vì mấy anh em cứ lấy lý do là tại anh Minh hết xe cho nên em phải qua mua xe đó. Thì ok, thì ok thì mình hỗ trợ anh em thôi. Anh em mua xe chỗ khác mình vẫn hỗ trợ nè. Huống chi mà anh em mua xe bên mình thì mình hỗ trợ tận răng luôn anh em. Anh em mua xe bên mình là mình hỗ trợ tận răng luôn. Cái nhựa này rất là khó sơn nha anh em. Bên mình sơn lại dùm cho thằng em á. Đó, rồi để đây. Mai qua lắp. Rồi. Con bò này bốn máy cũng dễ thương không nè. Để mình sẵn mình đề máy cho anh em nghe tiếng bô. Có bô độ luôn. Xe rất là mới, hai chìa khóa zin đầy đủ luôn. Bữa giờ mình mua toàn là xe ken không ha. Nói chung là bữa giờ có duyên á anh em. Không phải có duyên mà có những anh em giới thiệu á. Em có con xe ken muốn để lại cho anh Minh á. Anh em giới thiệu cái thành ra mình xe ken không. Đã luôn, anh em coi clip là ghiền luôn. Nhất là nhìn là 400 này em từ đá em li vô cho anh em ngắm một cái là được, tuyệt vời luôn. Anh em nào mến em này cứ inbox cho mình nha. Nhìn ốc tán này anh em tự đánh giá rồi. Không có chỗ nào mà cũ luôn nha anh em. Nó còn ken lắm anh em. Ken tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời. Đó. Mình bán xe mình có bảo hành máy móc á. Anh em cứ yên tâm mà chạy nha. Đừng có phá xe là được. Phá xe thì ai xe nào chịu nổi. Anh em cứ giữ xe là ok ha anh em ha. Rồi ok, cảm ơn anh em. Anh em thấy clip hay về xe
thì nhớ đăng ký kênh và bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker. Thì nói thêm về em này thì em này tiêu hao nhiên liệu cỡ 27-28 cây lít thôi anh em, mà không có tiêu hao lắm đâu so với dòng hai máy mô tô, vậy là quá ok rồi. Nó nhìn nó rất ngầu luôn, xe anh em được dọn sẵn luôn, biết bao nhiêu tiền đồ chơi, nội cái các nước chống đổ ốp gấp rồi bô độ là biết bao nhiêu tiền. Con này không phải tệ lắm, cũng phải 20-30 triệu tiền đồ chơi đúng không em, nằm tầm đó 20-30 triệu tiền đồ chơi đó. Anh em về anh em tiết kiệm được mớ tiền luôn mà mua xe lướt chơi. Nó xe này biển số thành phố luôn nha anh em, biển số Sài Gòn, biển số thành phố luôn đó. Chủ chưa, nói chung là tuần sau tuần nữa chủ mới rảnh đi qua ký giấy với mình là mình mới hoàn thành thủ tục mình mới bán được cho anh em được đó. Rồi ok anh em, vậy nha.